Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì mình đang chuẩn bị đi với mình qua chợ Nước Bằng lấy một ít đồ về ha. Thì hôm nay mưa không có đi được, giờ có dịp đi nha anh em. Thì mình chạy con Rabbit 76 mình ha. Sẵn làm cái khớp nối mang xong cho tôi hết xu 72 luôn. Chạy lặng hơn vậy.
Trời, nó nhảy nhảy lắm. Nặng sỏi hả? Nó dính người cái gì đây? Mày nè cái gì? Nước đây vậy? Nước nó xịt vô trống không còn. Rồi. Thank you.
trước đi kinh trắng giờ cái đi cái này cũng được. Cái này hồi mày đi không? Không, kinh này kinh tối mày không đi. Mày đi rồi chưa? Rồi đi lần hai lần rồi nè. Nó thở vừa rồi đó hả? Cái gì? Cái này nhiễu ra giò nó. Nãy mới giò nó nóng chết. Nóng? Nãy chạy thấy nước con gà, dở lên cái, dướng gần cái nước. Có chạy lâu lâu dùm nó chắc. Làm cốt mà dài gỡ vậy. Chạy vừa vừa thì khỏe, quấn ít, siết ít, gỡ nhanh. Này quấn cái bọc vô cái chạy nó không có bắt nước, nó bị đứng nước liền. Giật. Tắt. Đây tắt là gỡ cho chắc, nhanh. Thì dính cái bọc nó nhỏ thì chạy luôn thôi, nó cũng sức. Không sao. Nặng chỗ giò nó, đau giò lắm.
chút xíu tới kênh rẽ phải. Rồi đây đặng tầm khoảng mấy trăm mét tới là tới kênh rồi. Cái kênh này kênh khá nè. Em nhớ đi thổ lớn mà. Cái gì? Nhớ thổ lớn, thổ lớn mà. Sâu vô rồi. Kinh đó là kinh ông Bình đó, yeah. Cái kinh đó là cái kinh của ông Bình đó.
Cái bệnh nó tới chưa không? Vừa tới nha anh em. Lấy giờ không thấy nó chết.